hát với nền nhạc remix để không khí chúng ta nó vui tươi hơn. Chúc quý vị sẽ có một buổi tiệc thật nhiều niềm vui, thật ấm áp và một không khí cùng sinh động với tất cả anh em nghệ sĩ cùng với bên Lê Na nha quý vị.